Xin chào quý vị và các bạn, rất là vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một cái clip tiếp theo của mình. Kính thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số ngày nay, hầu hết mọi người chúng ta ai cũng sử dụng smartphone hay còn gọi là điện thoại di động để mà giúp chúng ta liên lạc, trao đổi thông tin và giải trí. Mỗi người chúng ta hầu như mỗi người đều có một cái chiếc điện thoại, có người có 2-3 chiếc không chừng nữa, và chúng ta phải sử dụng mạng di động, đặc biệt đó là mạng wifi. Tuy nhiên, cái vấn đề sử dụng mạng wifi đó là chúng ta phải biết mật khẩu của nó ha. Thì đó là một cái vấn đề không phải dễ, và mỗi lần đăng nhập thì nó rất là phiền toái, gây cho chúng ta sự phiền hà. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta đăng nhập vào một cái wifi mà chúng ta không cần phải nhập mật khẩu của nó, và cách làm nó như thế nào. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Nếu như bạn nào có quan tâm thì hãy theo dõi clip của mình nhé. Và bây giờ mình xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi các bước mình thực hiện nha. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong buổi ngày hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta đăng nhập một cái mạng wifi mà không cần phải nhập mật khẩu của nó trên những cái thiết bị Android nha quý vị. Ở đây mình chỉ là tìm hiểu được trên Android à. Còn trên iOS thì mình chưa có tìm hiểu được vấn đề này, mình sẽ đó là nghiên cứu và chia sẻ sau. Thì ở đây mình có hai chiếc điện thoại Android nè quý vị, đây là hai cái Android của mình ha. Thì trên chiếc điện thoại thứ hai nè, bên tay phải của mình nè, thì nó chưa có đăng nhập wifi. Ở đây có cái là wifi đó là phòng máy vi tính đó, chưa có đăng nhập được. Để đăng nhập thì nó đòi hỏi phải có mật khẩu, nhập mật mã vô ha. Mà mình thì nói chung là mình biết mật mã đó nhưng mà mình không có đăng nhập, mình sẽ hướng dẫn quý vị. Còn bên chiếc điện thoại này thì mình đã đăng nhập vào cái mật mã rồi, đăng nhập vào phòng máy vi tính rồi ha. Như vậy dựa vào chiếc máy này mà mình sẽ đăng nhập cho chiếc máy này ha. Thì là để mà thêm vô thì quý vị là trên cái chiếc máy mà mình đã đăng nhập rồi được nè, nó có dấu mũi tên qua nè đó, quý vị có dấu mũi tên qua nè, quý vị sẽ đó là chọn vào đây đó, nó sẽ hiện ra cái bản mã QR code rồi. Mình muốn đăng nhập vào cái mạng mà phòng máy vi tính này thì mình trên chiếc máy này ở phía góc trên này nè quý vị, nó có một cái biểu tượng QR code nè, mình sẽ nháy vào đây rồi mình sẽ quét cái mã này rồi đó, nó đã quét này, quét xong và nó sẽ là tự kết nối cho mình, đang kiểm tra chất lượng kết nối của internet của bạn nè. Như vậy đã kết nối được luôn ha. Như vậy là chúng ta đã xài được cái mạng đó là wifi rồi đó. Chúng ta đó là xài wifi được rồi. Vô CH Play đó, như vậy là chúng ta đã xài được wifi. Thì cái quá trình đó là làm của mình như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm ngược lại nha quý vị. Trên thiết bị này mình đã ấy, bây giờ mình sẽ quên cái mạng này bên cái máy này của mình đó, quên đi rồi. Rồi bây giờ mình muốn đăng nhập lại thì nó đòi hỏi mật khẩu đó. Rồi mật khẩu thì ở trên này, trên cái thiết bị này thì mình là dẫn vào cái là biểu tượng wifi của nó, nhấn giữ một chút đã kết nối rồi nè quý vị. Rồi bây giờ mình nháy vào cái là bánh răng. Hồi nãy trên cái chiếc máy này thì mình nháy vào cái dấu mũi tên, nhưng mà trên chiếc máy này thì mình vào cái chỗ bánh răng. Mỗi chiếc máy nó có cấu tạo riêng, đã kết nối rồi nè. Ở đây nó có cái mã QR code nè quý vị, ở góc dưới này nè, mã QR đó, thì mình nháy vào đây thì là đây là cái mã QR code của phòng máy vi tính nè. Thì trên thiết bị này thì nó không có cái biểu tượng mà QR code, thì nó có cái biểu tượng trên này nè quý vị, cái biểu tượng đây là QR code đó. Chúng ta sẽ nháy vào đây và chúng ta dẫn quét rồi, rồi sẽ đó là nháy vào kết nối mạng này. Rồi như vậy là mạng chúng ta đã được kết nối luôn rồi nè quý vị, đó đã được kết nối xong rồi nè. Như vậy vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà chúng ta đó là kết nối mạng đó là wifi mà không cần mật khẩu. Khi mà có một chiếc máy nào chúng ta đã kết nối rồi, chúng ta chia sẻ với người khác nó rất là đơn giản, không có gườm gà ha. Thì đó là mình chỉ cần có một cái người nào đó mà đã có được cái wifi của cái nhà đó đi, thì mình chỉ cần chia sẻ, khỏi cần biết cái mật khẩu làm gì, đặc biệt là trên cái thiết bị Android nha quý vị. Nếu như quý vị mà còn thắc mắc thì quý vị hãy thử làm cái cách của mình coi nó có hiệu quả hay là không. Nếu như mà cách làm có hiệu quả thì mình mong rằng quý vị là sẽ ủng hộ kênh của mình nha. Rồi bây giờ mình xin thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các lần chia sẻ tiếp theo của mình.